Đợi xíu nha. Rồi, quý khách thân mến, đoàn Việt Tourist đang có mặt tại khu vực dòng sông Singapore. Có hôm nay đoàn du thuyền trên dòng sông Singapore. Hello. Hello, đây. Yeah. Rồi, anh chị ơi, 50 mấy ngàn con người đang nhìn thấy mình ha, toàn quốc luôn nha. Dạ, yeah, anh chị sắp được nổi tiếng rồi. Tàn tàn, bên này. Hôm nay nhà mình may mắn, số lượng mình không đủ nhưng mà được riêng một tàu riêng ha. Ai cái này là kiểu chào hoa hậu, kiểu chào hoa hậu chào lại em. Yeah. Rồi bên này bên này. Rồi phía sau này vì đam mê chụp hình và livestream quá không ai thèm ngó tiếc luôn. 50 mấy người đang nhìn mình. 50 mấy người hả? Dạ. Anh chị đi chuyên kiến này về vô tình mình nổi tiếng luôn á. Việc việc đó còn nổi tiếng đấy việc. Dạ. Tại vì có người coi mình sẵn rồi. Dạ. Đây. Đây. Cái này là người đẹp lớn tuổi của em nè, gọi là thanh niên lâu năm nè, không gọi là cụ già đâu nha. Thanh niên lâu năm bên này. Thanh niên siêu quậy. Đây, chị đẹp bên này. Yeah. Rồi. Chứ không nghĩ là chị Hồng này còn trẻ như vậy luôn á, tại vì có coi năm sinh á. Thấy ở ngoài là trẻ hơn năm năm sinh rất là nhiều. Tên tên. Đấy, úi giời làm nhiều nãy giờ. Bên đây. À vậy hả? Không? À, anh chị mình vừa đi vừa ngắm cảnh bên ngoài nha, rất là đẹp nè. Tại vì lúc chiều trời mới mưa xong á, giờ này rất mát. Đề nghị nói tiếng Việt nha, nói tiếng Hoa là thua nha. À mình vừa đi vừa nghe người ta thuyết minh. Dạ, yeah, đây ạ. À. Dạ, yeah, dòng sông Singapore. Dạ, yeah, đoàn của Việt Tourist đang có mặt tại dòng sông Singapore hoa vào ban đêm. Ờ, trước mặt mình anh chị thấy nè. Lúc chiều mình thấy những cái ngân hàng hay là cơ quan tài chính, hành chính là bất động sản ở đây nè. Dạ. Mấy ngân hàng lớn nhất thế giới tụ về đây. Tất cả ngân hàng tài chính, chứng khoán, bất động sản lớn nhất thế giới người ta đều nằm ở đây hết luôn. Lúc chiều anh chị thấy giống như TV trắng đen. Bây giờ giống như cái TV màu ha. Rất là đẹp. Cô không biết tại nhà đó trả bao nhiêu tầng cơ. Ờ, để xíu một tí trả lời cho nha. Ủa anh chị mua cái tour này bao nhiêu tiền? 10 triệu ha. Rồi ai muốn tham gia mình đến với đại tour Singapore 4 ngày 3 đêm của công ty Việt Tourist giá 10 triệu hả? 9.888 đúng không? Đó, ăn gian của em hết 100 mấy rồi. Đúng không ạ? 9.888 anh chị ha. Tại vì có người hỏi nè không biết trả lời ha. Rồi ai muốn mình tham gia tour Singapore 4 ngày 3 đêm ha, khách sạn 4 sao giá 9.888, rất là rẻ và rất là đẹp. Anh chị từ xa xa thấy chiếc thuyền chưa ạ? Một lát mình ra là ngay trước đó luôn. Chiếc thuyền của Marina nè, một lát mình ngay ra nó luôn mới đẹp. Thuyền đó bây giờ không thấy nữa không? Thuyền không? Rồi lại đi, thằng thuyền này. Một lát ra tới ngoài kia mới đẹp anh chị. Ra ngay cái vịnh biển Marina thì đẹp hơn ở trong này. Khu vực trong này đang là trong cái sông. Anh chị thấy là cái dòng sông này ngay ở cửa biển người ta xây cái đập nước lại, không cho nước lung chảy. Nhưng mà nước ở đây không có hôi. Đúng không ạ? À? Rất là sạch sẽ và rất là thơm. Tại vì người ta vệ sinh mỗi ngày. Bên này, rồi ai đang coi, ai muốn đến đây? Thôi chịu chụp luôn, 2-3 vô. Mẹ 20 đô rồi. Đi dài hơn. Rồi mình quay lại bên này. Của Angela nè nó. Mở đèn flash lên chụp mới đẹp anh chị, mở đèn flash lên. Ờ, cảnh ở đây hơi lãng mạn chút xíu nha. Ai đi tình nhân lên đây ngồi là hơi tuyệt vời. Dạ, anh chị mình phải ngắm cảnh lại phía sau. Tại vì một lát nữa đó, nếu anh chị đi qua hết rồi là không quay lại đâu. Phía trước mặt thì mình ngắm sau cũng được, nhưng phía sau anh chị đi hút qua là hết nha. Rồi bên tay trái anh chị đang nhìn thấy toàn bộ khu vực này, trung tâm tài chính hành chính nè. Tòa nhà Quốc hội hồi chiều mình có đi ngang qua rồi nè. Rồi từ hơi xa anh chị có thấy khách sạn Fullerton không ạ? À? Một trong những khách sạn tiêu chuẩn 5 sao lâu đời nhất của Singapore ở tại khu vực này, Fullerton Hotel.
Rồi, tour Singapore 4 ngày 3 đêm giá 9.888 ha. Rồi, chuẩn bị mình qua khu vực này là có nhà hát cái sầu riêng ban đêm lên đèn nè anh chị. Một lát mà thấy con sư tử biển vào ban đêm nè, phun nước ban đêm. Rồi, hết con màu hứng tiền nha con. Dạ, hứng hoài. Hứng tiền nha con. Hứng hoài. Ban ngày, hứng tiền ban đêm nha con. Quá trời người luôn, què. Cái sự như năm sau rồi. Tại vì ngày xưa đó nằm ở khu vực này là cửa sông và cửa biển luôn. Sông ở đây mà ông kia. Ở đây rộng như vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Sáng mình qua đây mà. Ôi Tùng. Đi sông. Làm đẹp đúng Tùng. Rồi đoàn em có người đang sướng đây. Đâu rồi. Sướng lại. Dạ, đoàn em có người đang tự sướng đây. Sướng lại cho tiếp coi thế nào. À, sướng là vậy đó đúng không ạ? Đẹp. Có gắn mèo bắt chuột gì không? Ờ đúng nhưng mà thực sự khi mà anh chị ra đây á, mình quay phim nó không đẹp bằng tận mắt mình ngắm á. Tận mắt mình ngắm thì đẹp hơn. Từ xa xa mình thấy tòa nhà cao không ạ? À? Khách sạn Swissôtel cao nhất Singapore năm 1997. À, khách sạn có 73 tầng. Rồi mình quay lại phía sau chút xíu nha. Giờ đoàn Victoris đang có mặt trên dòng sông Singapore, dòng sông nước ngọt duy nhất ở tại Singapore, cũng là cái hồ chứa nước cho đất nước Singapore. À, phía sau mình đang thấy là những ngân hàng quốc gia và quốc tế, những cái trung tâm địa ốc tài chính chứng khoán bất động sản ở tại nơi này. Anh chị đang thấy những tòa nhà cao tầng đây ạ. Rồi anh chị mình chuẩn bị nha, chúng ta qua cây cầu này là thấy được con sư tử biển ban đêm nè, trái sầu riêng ban đêm nè. Rồi bắt đầu nhìn về phía bên tay trái là trái sầu riêng nè, bên phải là sư tử biển về ban đêm. Rồi theo người Hoa bên này nước là tiền, trên đây hứng nước là hứng tiền, hồi chiều ai hứng ít thì bây giờ mình hứng thêm nha. Trước mặt của mình là chiếc thuyền nè, Marina Bay Sands. Rồi lần lượt ha anh chị ha, trái sầu bên tay phải là sao? Vòng đu quay Singapore Player. Rồi trái sầu riêng bên này lên đèn, bên tay trái trái sầu riêng anh chị ơi. Trái sầu riêng. Sư tử biển kìa. Rồi sư tử biển bên phải ai chụp hình đúng không ạ? Rồi chiếc thuyền Marina Bay Sands cực kỳ đẹp ha anh chị. Rồi chiếc thuyền. Rồi mình qua ống kính bên con sư tử biển chút xíu nha. Giờ rất đẹp và rất lãng mạn ha. Đây sư tử biển vào ban đêm. Giờ đi Singapore chắc chắn phải đi qua đây, tại nếu không qua đây thì uổng mất nửa cuộc đời rồi. Tại ban đêm nó lên đèn rất đẹp ha anh chị. Dẹt, Úc tự hứng tiền luôn nè dẹt. Quá chuẩn luôn. Rồi, rồi có người sướng nữa. Lại có người sướng nữa. Nghe không? Nè, để tay con vô đi. Rồi ai chụp sư tử biển ban đêm anh chị mình chụp đi ạ. Tay cao lên. Tay cao lên. Đúng rồi. Cái này thì có thể lên xuống mà.
nào mà lại nó chậm như vậy? Ờ, anh chị thấy dưới chiếc thuyền không ạ? À? Có nhạc nước lúc 8 giờ nè. Nhưng mà nhà mình chương trình tour, mình có cái chương trình nhạc nước trong Sentosa. Đẹp hơn cái này nhiều nữa, cho nên ngày mai mình coi ha. Rồi bây giờ rồi cái góc máy này là chụp hình chiếc thuyền đẹp nhất nè. Ai muốn chụp chiếc thuyền ban đêm là góc máy này là đẹp nhất nè anh chị. Chúng ta chụp tranh thủ nè. Lên giống như là tranh vẽ luôn á. Ờ à, thôi mình dừng lại ở đây nha. Về cũng bóc quần tàu này vậy. Cứ tiếp tàu đi. Luôn đi. Hả?